Kính chào quý đồng hương. Kính mời quý đồng hương tham gia chương trình truyền hình VTV do cơ quan phát triển cộng đồng Việt Đế bảo trợ. Chương trình VTV là tiếng nói và nhịp cầu thông tin của cộng đồng người Việt và các cư dân tại thành phố Boston. Chương trình này được phát trực tiếp trên hệ thống truyền hình ừ. BNN của thành phố Boston thông qua công ty kế bờ Comcast đài số 9 và ACN đài số 15. Chương trình VTV được phát trực tiếp vào tối thứ tư hàng tuần lúc 7 giờ và có ở trên hệ thống internet bnntv.org và chương trình này cũng được phát lại vào chiều chủ nhật lúc 5 giờ, trưa thứ hai lúc 1 giờ, sáng thứ ba lúc 11 giờ và cũng được lưu ở trên mạng vietes.org. Kính thưa quý đồng hương, chúng ta lại chuẩn bị đến cái kỳ bầu cử của địa phương và cứ mỗi cái kỳ bầu cử đó thì ở tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng khắp nước mỹ và ở tiểu bang thì khắp các cái thành phố đều khích lệ đều nói rõ về các ứng cử viên cũng như là động viên tất cả các cư dân của khu vực chúng ta tham gia bầu cử vì sao nó lại như vậy vì sao là các phương tiện truyền thông báo chí tập trung cho cái việc bầu cử như vậy bởi vì thật sự nó là quan trọng. Bởi vậy, <laughs> chương trình Trong Nhà Ngoài Phố hôm nay của VTV chúng ta cũng dành thời gian để cho cái việc bầu cử. Bởi vì ngày bầu cử là ngày mùng 3 tháng 11 tới đây rồi. Kính thưa quý đồng hương, hôm nay thì có hai phần. Phần thứ nhất là chúng tôi sẽ giới thiệu về những ứng cử viên. Phần thứ hai là chúng ta có những câu hỏi từ cộng đồng về vấn đề bầu cử. Và có những cái phần trả lời cũng từ cộng đồng về vấn đề này tại Có nên đi bầu hay không? Và tại sao lại tích cực đi bầu? Hai phần rõ như vậy thì trước hết xin kính mời Quý Đồng Hương à, Cùng à, mạng đàm với chúng tôi về à, hai cái chương trình này Và mở đầu chương trình kính mời Quý Đồng Hương cùng với à, bác Nghĩa Trương Sẽ à, giới thiệu một số các ứng cử viên cho cái việc bầu cử ngày 3 tháng 11 ạ Kính mời anh Trương Nghĩa. Yeah. kính chào anh David và kính chào quý đồng hương đang theo dõi chương trình VTV hôm nay của chúng tôi. Như quý vị đã biết, vào ngày 3 tháng 11 sắp tới, chúng ta có cuộc bầu cử thành phố, bầu cử các nghị viên hội đồng thành phố gồm có 13 người, 4 người là nghị viên toàn thành phố và 9 người là nghị viên khu vực Ờ, trong danh sách mà được nêu trong lá phiếu để chúng ta bầu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới có 5 ứng cử viên cho ghế nghị viên toàn thành phố trong lúc là chỉ có 4 ghế ở trong hội đồng đó. Bốn người đang giữ chức vụ nghị viên hội đồng thành phố toàn thành phố cũng ra tái ứng cử gồm có hai nam và hai nữ. Vị đầu tiên là nghị viên Ayana Presley. Đây là người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu vào hội đồng thành phố năm 2009. Cô sống ở Dorchester và có chồng một con. Người thứ hai đó là nghị viên Michelle Hu. Là người Mỹ gốc Á Châu đầu tiên. Phụ nữ được bầu vào năm 2013. Hiện đang sống ở khu phố Roslingdale. Có chồng và một con hai vị nam nghị viên kia chúng ta rất quen thuộc tên của hai vị này đó là ông Michael Flaherty sinh sống tại thành tại khu phố sau Bó Tông và có vợ ba con nghị viên hội đồng thành phố toàn thành phố Flaherty này là một nghị viên trước đó 10 năm ở trong vị trí nghị viên toàn hội đồng thành phố năm 2009 ra tranh cử với cự cố thị trưởng Thomas Menino và thất cử và đến năm 2013 thì ông ra tái ứng cử và đắc cử chức vụ nghị viên toàn thành phố lần nữa và năm nay thì ông lại ra tái ứng cử và người chót đó là ông Stephen Murphy. Ông được bầu vào chức nghị viên toàn thành phố năm 1997. Ông hiện sống ở Hai Phạt và có vợ. Đó là bốn nghị viên đang giữ chức vụ. Bây giờ có một người ra tranh cử cùng chức vụ đó. Đó là cô Anas, Anisha Esabi George. Năm nay 40 tuổi là một cô giáo và là chủ nhân một cơ sở thương mại ở vùng Dorchester. Như vậy, có 5 ứng viên ra ứng cử chức vụ nghị viên toàn thành phố, nhưng chúng ta sẽ chọn 4 người mà thôi. Bây giờ thì trong chín đơn vị khác, tôi chỉ nhắc đến hai đơn vị mà có dính dáng liên quan đến vùng đọt sơ của chúng ta. Cái đơn vị thứ nhất đó là đơn vị 3, gồm có ông nghị viên hiện tại là Frank Becker, được bầu vào năm 2011 có vợ và hai con hiện đang sống trong vùng Seven Hill, Dorchester. Cái người ra tranh với ông kỳ này đó là một người cựu chiến binh võ sĩ tên là Donny Palmer cũng ở vùng Dorchester, đơn vị 3. Một đơn vị đến đơn vị 4 cũng có dính dáng tới phần đột xét sơ của chúng ta. Đó là hiện tại của người đang giữ chức nghị viên đơn vị 4 đó là người đã được bầu từ năm 1983, tức là người đã giữ chức vụ nghị viên lâu đời nhất trong hội đồng thành phố Boston, đó là ông Charles Jensen. Ông ta có một vợ ba trai một gái và có đến năm cháu và thường thường khi đến cộng đồng Việt Nam ông ta hay hãnh diện khoe rằng ông ta có một người dâu là người Việt Nam và có một đứa cháu người ra tranh ghế của đơn vị bốn này đó là luật sư Andrea Joy Campbell như vậy trong cái phiếu mà của vùng chúng ta đọc xét sơ đó sẽ có 5 ứng cử viên cho 4 ghế hội đồng thành phố, 2 ứng cử viên cho đơn vị 3 và 2 ứng cử viên cho đơn vị 4. Mỗi đơn vị chúng ta chọn một người riêng toàn thành phố chúng ta được quyền chọn tức là được quyền khoanh tròn bốn tô đậm bốn ô trong năm ô trống đó thì phần này thì chắc chắn rằng là chúng ta đã quen <laughs> nhưng nếu quý vị mà vào phòng phiếu có gì thắc mắc hay là ngập ngừng thì nhân viên thành phòng phiếu sẽ chỉ dẫn tường tận có đúng không anh David? Dạ dạ thưa đúng ạ vì uh hiện nay là ở các các điểm bỏ phiếu mà tôi được biết đấy thì đều có người giúp đỡ phiên dịch tiếng Việt cho và và cái tờ tờ bỏ phiếu nó cũng có những cái tờ bằng tiếng Việt nữa cho nên là cái phần này có thể chúng ta sẽ nói sẽ nói về cái phần sau thứ anh anh về vấn đề mà giới thiệu ứng cử viên thì anh có còn tiếp tục nữa không ạ? À... Hồi nãy anh có nhắc đến cái phần mà bỏ phiếu trong cái lá phiếu có phần tiếng Việt. Yeah. Thì xin nhắc là bây giờ vĩnh viễn kể từ năm 2014 đã thành luật rồi là bầu cử tại thành phố Boston những nơi có người Việt đều có phiếu bằng tiếng Việt trong phòng phiếu. Chỉ cần mình hỏi thôi, lúc nào bây giờ thì có bốn loại cô cô có, có các loại lá phiếu là tiếng anh kèm với tiếng Spanish tiếng anh kèm với tiếng hoa và tiếng anh kèm với tiếng việt mình cứ vào hỏi là người ta sẽ đưa nếu như mình muốn đọc phần tiếng anh ở trên như mọi người thì cũng được mà bên cạnh ở dưới có phần tiếng việt có thể làm rõ nghĩa hơn cho mình biết rằng là cái vị trí cái chức vụ của cái người đó chứ còn tên thì chắc chắn là tên mỹ là michael hu <laughs> michael Flaherty uh, họ, 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 họ không, không phiên dịch tên được tiếng việt tên thì tên không, dễ dễ không là tiếng việt được, được. đó là cái phần mà nói về cái lá phiếu kỳ 3 tháng 11 tới mình sẽ đi bầu thì rồi bữa nay là ngày 14 tháng 10. Yeah. Có nghĩa là từ đây cho tới ngày bầu 3 tháng 11 là còn đúng 20 ngày nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng ghi danh đi bầu. Ờ. Oh. Tức là đến 8 giờ tối tức là, là 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 bây giờ đó là ở City Hall vẫn còn mở cửa cho tới 8 giờ tối để nhận đơn đi bầu. Thì Hôm nay là ngày chót để ghi danh đi bầu cho ngày 3 tháng 11 sắp tới. Nếu qua ngày mai, ngày mốt thì khi chúng ta ghi danh thì sẽ đợi tới kỳ bầu cử tới. À, bữa nay là thời hạn chót. Yeah. Yeah. Yeah, à, kính thưa quý đồng hương, à, thưa anh. Đúng là cái cái thời hạn nó có, cả làm cái gì nó cũng có thời hạn thôi. Thì hôm nay là cái thời hạn chót để mà đăng ký đi bầu và... À, tôi cũng được tham gia một số lần ở trong các điểm bầu cử thì cũng kính mong là rất nhiều người tham gia bầu cử đặc biệt là cộng đồng Việt Nam của chúng ta tuy nhiên tuy nhiên khi mà tham gia ở đấy cũng như là ngay ngày hôm nay thôi chúng tôi có đi đến một số các cái hộ mà ở trong cái building của Việt để mà ghi danh họ và cũng khích lệ họ để họ bầu cử thì cũng có một số các cái câu hỏi mà họ đặt ra có người thì nói là phải đi bầu chứ có người thì bảo không tôi bận lắm không có thời gian vậy thì qua cái tổng hợp kính thưa quý đồng hương là qua cái tổng hợp của anh nghĩa trương cũng như là từ cộng đồng thì chúng tôi uh, có một tóm tắt lại có một số các cái câu hỏi Đấy. cũng như là có một số các cái câu trả lời mà hôm nay uh, chúng ta cùng nhau để chúng ta thấy được là cái việc đi bầu cử nó nó có quan trọng thật hay là nó không quan trọng như những câu hỏi mà một số người đặt ra thì thưa anh thường người ta hỏi này những người dân ấy có nhiều cái lý do là họ không đi bầu thì họ nói này đi bầu cũng không làm gì khác được đâu chẳng có gì thay đổi cả thứ anh bây giờ thì thì tại sao mặc dù câu hỏi như vậy nhưng tại sao các phương tiện truyền thông tại sao các cơ quan mà đều nỗ lực để và đặc biệt các cộng đồng nữa họ nỗ lực để họ khích lệ cộng đồng họ đi bầu cử thế thì cái câu hỏi này, người ta bảo không có gì khác được đâu chẳng có gì thay đổi cả thì thứ anh xin anh uh, tâm sự ừ, nếu nói rằng là mình uh, có đi bầu hay không thì cũng vậy thôi chẳng có gì thay đổi thì cái câu câu nói đó thật sự không đúng bởi vì không khi mình nếu mà đi bầu không có gì thay đổi thì tại sao có người đắc cử, có người thất cử, có người ra tranh cử, có người làm đủ mọi cách để được người ta chú ý và bỏ phiếu cho mình như vậy là cần nghĩa là có sự thay đổi có sự khác biệt chứ và những cái ứng cử viên khi mà chưa có đắc cử thì trình bày những cái lập trường cũng như nói sao cho người ta bầu cho mình bỏ phiếu cho mình dồn phiếu cho mình và đến khi mà đắc cử thì họ có chương trình có những cái đường lối để mà hướng dẫn để mà đưa để mà thực hành để mà làm sao thực hiện được cái lời hứa mà họ đã hứa khi ra tranh cử yeah, yeah. như vậy thì có thay đổi chứ đúng, tại đúng, sao không đúng, đúng đúng bây giờ mình nói chứ như thôi bây giờ trở lại như ông thống đốc của tiểu bang massachusetts nếu như mình bầu người trước đó mình bầu một người khác đó là ví dụ như kỳ rồi là bà Martha ta lì và bây giờ thì ông người đắc cử là ông charlie baker hai người đó có đường lối khác chứ yeah. Yeah. có đường lối không, khác cái câu chứ. này ta cái, cái ý là ứng cử viên có khác nhau hay không người ta ta để câu hỏi sau nhưng bây giờ cái câu hỏi đầu tiên đấy là tôi đi bầu cũng vậy tôi không đi bầu cũng chả có ảnh hưởng gì cả thưa anh, anh cũng vừa nói vừa nói những ý chính rồi nhưng mà thực sự ấy thực sự bây giờ một cái điều mà anh chưa Nghĩa vừa nói, thưa quý đồng hương là tại sao bây giờ cái phiếu bầu ấy có một cái phần trên là tiếng anh, ở dưới là có tiếng Việt. Nếu cộng đồng người Việt Nam mà không mạnh, không đông thì làm sao người ta ghi tiếng Việt ở dưới? Đúng ạ? Ta không cần mất thời gian. Đấy. Và bây giờ cũng vậy tôi thấy là ở các cái bệnh viện là đều có người phiên dịch tiếng Việt và để có người phiên dịch tiếng Việt thì phải trả lương ai quyết định trả lương phải cái người quản lý cái vùng này Đấy. rồi chưa kể đến cái chuyện là cảnh sát người Việt rồi họ đưa bố trí nhiều những cái người cảnh sát mà đi tuần tra ở cái khu người Việt ở ai cử thì phải người lãnh đạo cử chứ không phải dân thường bắt cảnh sát đến được thì thì, thì thưa anh thưa quý đồng hương và anh trương nghĩa vừa mới nói đó thì tôi thấy rằng Ừ. Ờ. Và người ta cũng muốn tranh thủ Người ta rất muốn cái người ứng cử viên đấy Nó quan trọng Cái vị trí đó nó quan trọng Quan trọng với họ Và đương nhiên nó quan trọng với cộng đồng Bởi vì người ứng cử viên người ta luôn luôn muốn người ta thắng cho nên cái ông mà anh vừa nói cái ông 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 ông, ông đã làm một số năm rồi đấy ông cứ đi đâu cũng khoe đến cộng đồng việt nam ông khoe là con dâu từ người việt nam để làm gì ông thứ nhất ông mừng thứ hai là ông cũng muốn cái cộng đồng người việt nam ủng hộ ông ấy đấy và thực ra tôi thì tôi tôi qua cái cái câu chuyện này tôi thấy là thật sự cũng mong cũng mong là sao mà uh, ở đây là một cái cái đa sắc tộc nên là có thể là trong một gia đình có con dâu là người Việt Nam con dâu là người Hoa con dâu là người Hàn là người các nước con rể cũng vậy và và những uh, cái, cái người mà họ được có con dâu là người Việt Nam có con rể là Việt Nam thì họ khoe đi đâu họ khoe mong rằng cộng đồng của chúng ta sẽ phát huy được cái tính dân tộc của chúng ta nữa thưa anh cái 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 câu thứ nhất đấy là không làm gì khác được đâu thì anh thêm anh có có vài cái ý kiến gì nữa không ạ như <laughs> bây giờ thì để kết luận tóm tắt trở lại yeah, yeah. là khác chứ yeah. thay đổi được chứ mình sẽ thay đổi được cái phần của liên bang cái phần của tiểu bang là có thể là cái phần lớn và còn cái phần mà bầu cử tới đây về thành phố đó là phần nhỏ, mình có thể nói phần địa phương và phần này thật sự ảnh hưởng đến chúng ta. Những người này là những cái người mà sẽ có ảnh hưởng tới những cái đời sống hàng ngày. Ví dụ như mình có thể một cách giản dị, đây là cái đường hai chiều, bây giờ mình thấy đường hai chiều này chặt quá xe cộ nó lớn nhau, mình muốn đổi thành đường một chiều. Bây giờ nhờ ông nghị viên thành phố đó khởi xướng lên bắt đầu lên và mình có chiến dịch để mình làm đường một chiều yeah. đó là cái chuyện nhỏ thôi yeah, yeah. còn những cái chuyện mà rác yeah. những cái chuyện vệ sinh yeah. những cái chuyện đường phố an toàn an ninh trong khu phố chỗ này đường tối chỗ này cần thêm đèn đỏ yeah. xanh để cho người qua đường chúng ta cần ai nhiều, nhờ ai rất nhiều đó là những cái chuyện nhiều công việc nói là vậy? nhỏ nhỏ vậy? trong cái phần mà đời sống hàng ngày mà mình tiếp xúc vậy? nếu như được ủng hộ nếu như được khuyến khích những hàng quán những công ty những cơ sở thương mại nhỏ mọc lên để phục vụ và nếu như mình chính thân mình dấn thân vào tức là mình bước ra để mình kinh doanh ai giúp đỡ mình đây đó là những cái người nghị viên thành phố này sẽ đứng bên cạnh mình trong lúc mình có những cái vấn đề liên quan thật sự đến đời sống hàng ngày của mình những người đó sẽ tiếp tài với mình và là cái người mình gõ cửa đầu tiên hết. thật sự không phải đợi tới mình bị ông cảnh sát ghi giấy phạt <laughs> chạy quá tốc độ mình mới lợi gõ cửa ông <laughs> thì thưa, thưa quý đồng hương chúng ta có thể tất cả mọi người cũng có thể hiểu được rồi tức là cái con số của người của của từng khu vực của từng cộng đồng người Việt người Cuba người Ba Lan vân vân thì lãnh đạo họ biết hết anh ạ thưa quý vị, họ biết hết cộng đồng người việt ở vùng dorchester năm nay bao nhiêu người đi bỏ phiếu họ biết hết và cái việc mà chúng ta càng đi bỏ đông ấy thì những người ngay cái người bây giờ họ họ đắc cử rồi họ phải thực hiện cái lời hứa của họ nhưng có thể họ để họ muốn tiếp tục cái nhiệm kỳ sau thì họ phải làm đúng lời hứa và nếu cái cộng đồng to lớn thì những người mà những cái, cái 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 chức danh khác những cái lần bầu cử khác ở trong khu vực này kể cả những khu vực lớn những cái chức vụ lớn thì họ đều chú ý tới cộng đồng của chúng ta bởi vì lá phiếu nó ảnh hưởng cho nên tiếp theo lời của anh trương nghĩa thì tôi muốn nói lại là thật sự ừ. chúng ta có ảnh hưởng và có thể chúng cái lá phiếu của chúng ta không phải là không làm gì khác được đâu không thay đổi được đâu có thay đổi có thay đổi có thay đổi Đã. và ít nhất là mỗi một người bỏ cái lá phiếu đó ở đây chúng ta thấy rằng là cái khi chúng ta bỏ phiếu là chúng ta phải đi ghi danh và người ta biết rằng ở trong cái khu vực đó ai đi bỏ phiếu và cái khu vực đó bao nhiêu người bỏ phiếu cho ứng cử viên nào 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 yeah. người ta biết hết biết thành ra rồi khi mình đi bỏ phiếu và cái số đông đó cái số đi bỏ phiếu đó sẽ gọi là đông lại sẽ tụ lại thành ra một con số mà chứng tỏ rằng là cái sức mạnh của cái cộng đồng đang sinh sống ở trong cái khu phố trong cái vùng nhỏ đó, mình cứ từng vùng từng vùng từng khu phố từng khu phố và mình làm khi cộng lại thì mình sẽ thấy rằng là cái sức mạnh của một cộng đồng cộng đồng người Hoa cộng đồng người Việt cộng đồng người uh, Spanish cộng đồng người Haiti cộng đồng người khác với điên vân vân. Vâng. Và thưa anh và cuối đồng hương chúng ta thấy thế này tức là cái việc mà để đi dạy là ông giáo sư trường đại học ấy thì đương nhiên là phải có trình độ và cũng còn trẻ nữa đi lái xe ô tô mà uh, xe chắc liên bang thì cũng phải trẻ và phải thi chán ấy. nhưng mà riêng cái việc đi bỏ phiếu thì các cụ <laughs> nghĩa là các cụ còn minh mẫn mà còn đủ tiêu chuẩn 90 cũng được các cụ nếu mà không không đi khỏe được thì có người đưa đi thậm chí xe đẩy đi lá phiếu của 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 quý vị đấy của các cụ đó không kém gì lá phiếu ông giáo sư cả. Riêng cái đi bỏ phiếu nó, nó 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 lý thú ở cái chỗ đó cho nên kính thưa quý đồng hương các cụ già rồi uh, tất cả những người mà được có đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu ấy thì chúng ta nên đi bỏ phiếu. Nhất là trong cái những cái chức vụ nhỏ ấy thì chỉ ít phiếu nó đã thay đổi rồi. Thì thưa uh, thưa với quý đồng hương và thức anh bây giờ uh, lại có một cái câu hỏi này, tức là Ừ. giữa các ứng cử viên đấy vừa nãy anh nói là có 5 người chọn lấy bốn hoặc là có thể những có, có như có những cái trường hợp nhiều hơn thì họ nói này ông a bà b cũng thế mà ông ứng cử viên nào cũng thế xem hết chả có thay đổi trên đấy bỏ cũng vậy thôi thì thưa anh cái câu đó nó như vậy thì câu hỏi như vậy thì nó có nó có hợp tình hợp lý các, các, các ứng cử viên mỗi một ứng cử viên có những cái chủ trương riêng và mình sẽ thấy rằng là những ứng cử viên đó có giúp đỡ hay là có gọi là nhúng tay vào trong những cái công việc cộng đồng hay không ví dụ như bây giờ mình là cái người mà cha mẹ có những con cái đang đi học thì mình thấy rằng là ứng cử viên nào lo cho phần giáo dục lo cho phần học vấn mình nói như vậy rồi chẳng những là chuyện việc ở trong trường mà giáo dục những đứa trẻ ngoài giờ học sao giờ học những mùa hè hay là những cái lúc mà không có trường không có học thì những trẻ đó như thế nào và cái vị cái, cái ứng cử viên đó chủ trương hay là có những đường hướng, có những đường lối hay có những chương trình để mà giúp đỡ hay mà để được thực hiện những cái chương trình giúp đỡ cho mình là như thế nào? Nếu như mình làm những cái người mà đi buôn bán có cửa hàng gian hàng và cần khách hàng cũng như cần đường phố khang trang sạch sẽ sáng sủa giờ mở cửa rộng rãi thì những cái ứng cử viên chuyên hay là chủ trương lo cho những cái cơ quan cho những cái cơ sở thương mại nhỏ chẳng hạn vậy thì họ có chủ trương hết bây giờ thì mỗi ứng cử viên họ đâu có thể ứng cử viên ra nào cũng nói tôi lo cho lòng bà tôi lo cho quý vị tôi sẽ làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ về y tế về giáo dục về xã hội về an ninh về thương mại đâu có thể nói khơi khơi chung chung vậy được và có những cái chủ trương nói tôi lo về thương mại những cơ sở kinh doanh nhỏ thì nó như thế này đây Lo về an ninh, vùng này an ninh như thế này thì có những cái chương trình, có những cái sự giúp đỡ, có những cái đường hướng từ sở cảnh sát cũng như những cơ quan an ninh như thế nào đây? Các ứng cử viên khác nhau chứ. Dạ, Bây dạ. giờ mình quỳ vì cái quyền lợi chung mình chọn ứng cử viên. Dạ. Đúng đúng vậy ạ, ừ, cái điều này thì thì tôi thấy rằng là thậm chí hai đứa trẻ nó sinh đôi nó còn khác tính rồi mà. huống chi đây là ông ứng cử viên, ông giao tranh cử để ông phụ trách một cái mảng nào đó của một khu vực của một thành phố. Bao giờ họ cũng phải có cái 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 cái, cái, cái đường lối tranh cử. Để rồi cái người cái cộng đồng nào ấy mà mà cần cái 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 đường lối của ông kia hợp với họ thì họ bỏ phiếu cho ông đấy. Họ tranh cử. Và thưa kính thưa quý đồng hương và thưa anh, chúng ta cũng có dịp nói về bầu cử một vài lần trước nữa thì tôi thấy thế này cái cái con số bình quân ấy của toàn nước Mỹ đó thì đi bầu cử các cái cái kỳ bầu cử độ khoảng 50 hơn chút thôi Vừa người Việt Nam mình cũng ngang ngáng như vậy riêng người Do Thái kính thưa quý đồng hương và thưa anh riêng người Do Thái đó họ đi bỏ phiếu hơn 90 và chúng ta đều biết là người Do Thái ở đây họ có độ khoảng 6-7 triệu người nhưng họ ảnh hưởng đến chính trị nước Mỹ Ảnh hưởng đến thế giới Ảnh hưởng đến quốc gia của Israel Ở Trung Đông và, và con số cách đây mấy năm đấy Là ở thượng viện họ có 13 người Có 100 người thượng nghị sĩ thì họ có 13 người Và họ có 31 người Tức là chiếm 7% Ở hạ nghị viện 435 người Ồ Và trong 5 người Trong cái nhiệm kỳ vừa rồi đó Bầu cử tổng thống đấy Thì họ lấy ra 5 người Mà ủng hộ tiền ấy, Quỹ nhiều nhất trong đó có bốn người là do thái kính thưa quý đồng hương kính thưa anh cộng đồng của họ 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 đoàn kết lắm và họ vì cái dân tộc họ vì cộng đồng của họ ở đây cho nên tôi tôi thấy rằng là đây cũng là ý kiến chung của quý đồng hương nói với chúng tôi rằng là khi mà có điều kiện khích lệ hay là đi nói chuyện với chỗ tập thể đấy thì các anh cũng nên khích lệ mọi người đi bỏ phiếu đi bầu cử bởi vì nó quan trọng lắm nó quan trọng lắm thật sự cộng đồng nó quan trọng à. thế cho nên cũng có một câu hỏi này một lá phiếu của tôi nó chả quan trọng cái gì cả đúng là thật một lá phiếu nhiều khi nó không quan trọng nhưng mà nhiều khi nó lại rất quan trọng bỏ phiếu tổng thống ấy thì nó chênh nhau hàng triệu hoặc là hàng 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 hàng, hàng chục vạn lá phiếu cơ nhưng mà bỏ có những cái lá phiếu mà chúng thấy cộng đồng ở Việt Nam cái cái một cái ông ở, ở California đấy thì hơn có ba bốn phiếu thưa anh anh nói thêm về vấn đề này à, nếu nói về lá phiếu thì nếu mình cứ nói rằng là thường thường mình hay nói uh, có một lá phiếu tôi đi bỏ phiếu có cũng được không có cũng được uh, quý vị đó cũng đâu cần lá phiếu của tôi đâu nhưng thật sự kính thưa quý vị lá phiếu của mình tuy là nhỏ tuy là một nhưng mình cứ nghĩ là mình gia đình mình hàng xóm bên cạnh bà con cứ mỗi người góp một tay có mỗi người bỏ một lá phiếu và mình sẽ không ngờ rằng là có đôi lúc cái lá phiếu đó gọi là quyết định mình không dồn tất cả những cái phiếu của mình dồn vào một người nào đó chưa chắc là để cho người đó làm cho người đó thắng cử được nhưng sẽ làm nghiêng cán cân bây giờ những cái chuyện mà từ từ lá phiếu quý vị nhớ cái Bà Janet Nguyễn Giám sát viên của Ở miền nam California Mà bây giờ là thượng nghị sĩ của Tiểu bang California Cái lúc mà bà thắng Giám sát viên bà chỉ thắng có 3 phiếu yeah, 3 phiếu thôi Chỉ thắng 3 phiếu thôi Mà cái cái mà năm 2000 Bầu cử tổng thống Mà mình nhớ trở lại Cuối cùng Rốt cuộc nghĩa là phần nhỏ nhất từ nhỏ nhất mà tổng thống Bush thắng phó tổng thống Go lúc đó chỉ có 537 phiếu tại tiểu bang Florida thì quý vị nhớ trả lại thật ra bây giờ trên 100 triệu phiếu liên danh Go được trên 50 ngàn phi, 50 triệu phiếu liên danh Bush cũng trên 50 triệu phiếu nhưng ở tiểu bang Florida chỉ trên 537 phiếu là tất cả một người làm tổng thống và người kia về về vườn yeah. về đuổi gà mình nói về đuổi gà <laughs> thực ra họ nói cho vui thôi không bây, bây giờ bây giờ đó mình cứ nghĩ là 537 phiếu mà cho cả cái, cái 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 đất nước Mỹ này ừ, ừ. mà quyết định 537 phiếu đó quyết định nếu như mà ở đó một cái cộng đồng nào nếu như cộng đồng Việt Nam mình ở chỗ đó mà mình đi bỏ phiếu thì 537 nhiều khi mình có cả ngàn cả mấy ngàn phiếu bây giờ chỉ có 537 phiếu mình làm nghiêng cái cán cân lúc đó thì mình Tuyệt nghĩ lá phiếu à. rất quan trọng Tuyệt chứ vả, không vả. phải là Tuyệt không quan trọng đó là cái thông tin rất hay anh ạ bầu cử tổng thống của toàn liên bang mà chênh nhau có 537 phiếu thôi. Và kính thưa quý đồng hương, cũng như bà như là anh Nghĩa Trương vừa mới nói ấy, là bà Trần Đức Nguyễn, đúng không ạ? Chênh nhau có 3 phiếu thôi. Thế thì trong tôi có tham gia một một số cái kỳ bầu cử có giúp phiên dịch tiếng Việt ấy, thì tôi rất mừng, tức là có những cái gia đình mà người Việt Nam, thưa anh, thưa quý đồng hương là vợ chồng, vợ chồng rất là hạnh phúc đến bỏ phiếu đồng thời đưa ba má đi ba má già rồi đưa ba má đi bỏ phiếu bốn người bốn người mà nếu như bà trần anh nguyễn có ba phiếu mà anh ơi và khi mà mà cái người trưởng điểm là người mỹ họ mừng lắm họ cảm ơn và họ họ nói với tôi là cái gia đình này hay quá họ rất là và có những người họ đi làm về xong họ 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 nói với tôi là tôi còn còn thời gian không anh bà con anh 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 vào đi mời anh vào thế và họ ăn mặc rất lịch sự, họ nói là tôi ngày bỏ phiếu tôi đi làm tôi về tôi phải tắm rửa rồi thay đồ rồi đến đây đi bỏ phiếu, họ nói là không tôi phải bỏ phiếu bởi vì bởi vì trước kia tôi tôi tôi, tôi bàng quang lắm tôi nghĩ là một lá phiếu tôi không quan trọng gì cả nhưng bây giờ tôi thấy là thực sự nó quan trọng nghe khi nghe bà Trần Thị Nguyễn đấy cũng cái cái ví dụ đó đấy nó quan trọng và bây giờ có thể có thể bây giờ người ta lại bảo này cũng tôi những cái ứng cử viên ấy thì họ nói là không thật khi họ tranh cử thì họ nói hay lắm rồi mà khi mà 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 thực rồi thì những cái chúng tôi đề nghị ra thì họ chẳng làm gì cả thậm chí họ dùng từ nó nói láo ấy thứ anh ý kiến như vậy thì thì mình thấy như thế nào đâu có nói là nói thật sự mình phải thấy như thế này nè là ở ngoài đó chúng ta muốn những ứng chúng ta đó là những cái ứng cử viên đó khi có lập trường họ dựa theo ý kiến của chúng ta và muốn làm những cái gì đó nhưng khi bước vào trong cái bộ máy hành tránh bước vào trong cái 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 cái, cái, cái vị trí đó rồi mình mới thấy rằng có những luật lệ có những thủ tục có những cái cơ quan hay là những cái ràng buộc để thực hiện điều đó chứ không phải dễ chứ không phải là uh, mình muốn nói cho nó sướng miệng rồi thì quên thật sự ra mình phải thấy rằng là có đôi lúc có những cái việc mà cần phải sửa những cái luật lệ cũ mà những luật lệ cũ là muốn sửa luật thì phải theo thủ tục chứ không phải vô rồi mình nói nửa sớm nửa chiều một sớm một chiều được có thể mình nói nhắc lại lại một chút ví dụ như tổng thống obama cái lần mà ông ra ứng cử kỳ trước đó tức là bây giờ là được 7 năm nhiệm kỳ thứ hai được 7 năm rồi cái nhiệm kỳ đầu tiên mà khi mà ông ra ứng cử trước khi mà ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhất ông có hứa đóng cửa cái trại tù ở bên cuba guantanamo ừ. nhưng có làm được đâu cho tới bây giờ năm nay là năm thứ bảy ổng là tổng thống ổng là tổng tư lệnh nghĩa là chỉ cần đặt bút ký hay là nói hay là chỉ tay ra lệnh nhưng đâu phải dễ đâu phải một sớm một chiều mình làm như được nhưng mà thôi đó là cái chuyện lớn còn chuyện nhỏ của mình ở <laughs> ở thành phố <laughs> đây thì thật sự ra quý vị cũng sẽ thấy rằng những cái ứng cử viên uh, sẽ không nói những chuyện lớn ví dụ như bây giờ tôi già rồi Ừ, ứng cử viên nói sẽ lo cho những người già những cái chương trình người già được đi xe uh, được đi phương tiện chuyên chở công cộng giảm giá được uh, khi nào mà cần đi uh, uh, khám bệnh hay khi đi hội họp thì có thể kêu xe tới đưa đón với cái giá rất là phải chăng chẳng hạn vậy thì những cái người những cái vị mà nghị viên thành phố họ sẽ lo chuyện đó cho mình hay là họ sẽ gọi là sửa đổi luật lệ hay là họ cấp thêm quỹ cấp thêm tiền để trợ giúp cho những cái chương trình mà giúp đỡ cho những người già đó có thể là đi ăn cơm trưa giảm giá chẳng hạn vậy thay vì năm đồng thì ăn có hai đồng chẳng hạn vậy thì ba đồng đó là bù ở đâu chẳng hạn đó là những cái mà ứng cử viên sẽ hứa và sẽ làm nhưng mà cũng tùy thuộc mà mình cũng đừng vội vã nói uh, uh, quý vị đó chỉ hứa cụi hay là nói láo để được cho ta bỏ phiếu rồi thì thôi nhắm mắt bởi vì mình nên nhớ rằng là ở đây đó nhiệm kỳ ứng cử viên của nhiệm kỳ của nghị viên thành phố chỉ có 2 năm mà Ông thị trưởng mới 4 năm nhiệm kỳ của của nghị viên thành phố có 2 năm, 2 năm bầu lợi ừ. ông nói láo tôi, ông ừ. nói không đúng, ông hứa chuyện này mà ông không làm mà ông không giải thích được lần sau tôi bầu với người khác. Dạ 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 đúng vậy, đúng vậy. Thưa quý đồng hương là ở nước Mỹ chúng ta thật là hạnh phúc vì được sống ở cái đất nước tự do này, dân chủ và thật sự có quyền. Có quyền thật. Cho nên là nó không như một số đất nước tôi thí dụ như Bắc Hàn vừa rồi bầu cử quốc hội thưa quý đồng hương vừa thứ anh. <laughs> Hầu hết các điểm bầu cử đều có một ứng cử viên. Và kết quả thế nào anh biết không? 100% người đi bỏ phiếu và cái ông ứng cử viên ấy bộ, được trúng cử 100%. Làm gì có cái chuyện ấy. Làm gì có cái chuyện ấy? Khi mà đã ứng cử viên, à khi mà đã bỏ phiếu 100% người đi đi bầu cử thì điều đó cũng không thể có đất nước nào được như vậy. Không có cái cộng đồng nào như vậy cả. Nó nhiều lý do chứ. Đấy, giờ lại 100% ông thắng cử 100% ông không khuyết điểm gì cho nên cái việc mà họ trúng cử có thể họ không thực hiện được một vài cái điểm khi họ hứa nhưng mà uh, cũng có nhiều lý do như anh vừa nói rồi nhưng một phần nữa là nếu họ nói láo thì bận xong mình không bầu nữa phải không ạ không bầu, bầu cho người khác và cuối cùng khi họ biết rằng nói láo không được đâu nói phải làm thì cuối cùng ấy là, là do cái lá phiếu của mình là thúc giục họ phải làm và cũng thưa quý đồng ương và thưa anh thì họ có mà nói là bây giờ tôi cũng chả biết thì ứng cử viên ông nào với ông nào cả bây giờ là nào thì tôi chọn được cái ông nào nó tích cực hơn thì... đây là câu hỏi cũng hay 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 mắc đây anh ạ hay hay gặp đấy tức là bây giờ một số ứng cử viên kể thì vừa rồi ông uh, thắng governor ông baker rồi với cái bà gì đó thì có thể có phương tiện họ còn nói nhiều nhưng bây giờ có những cái ông mà ở cái khu vực nhỏ thôi thì những người dân họ bảo tôi có biết ông là ai đâu thì bỏ cái bỏ đại như vậy thì theo anh thì cái ý này thì thật sự ra thì bây giờ nếu như mà mình nói câu đó mà mình không tìm hiểu thì cũng hơi vội vã đó là bởi vì mình sống ở trong cái khu phố mà mình phải biết mình phải biết ai cũng giống như nếu mình nói theo ở bên Việt Nam đó thì là ở trong cái khu phố phải có biết cái ông tổ trưởng tổ dân phố hay phải biết không <laughs> phải công, biết chứ công biết, an công an khu vực biết đến biết ai họ rồi họ biết đó. mình mình biết à, họ <laughs> mình phải biết họ còn ở đây mà nếu như mình không biết cái người nghị viên của mình mình ở đây mình cũng phải biết cái ông cảnh sát ừ. ở trong cái nếu mình nói gồm trưởng đồn cảnh sát hay trưởng cái chi hay là cái chỗ cảnh sát này thì mình phải biết ông chứ hay là những cái người cảnh sát mà chung quanh của ở trong cái khu phố mình mình phải biết chứ thì cái ông nghị viên hay là những cái người mà ra tranh cử đó lúc nào họ ra đó là họ cũng nói họ cũng phải xưng danh, họ cũng phải vỗ ngực họ khoe thành tích, họ in những cái tờ rơi tức là những cái truyền đơn những cái 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 cái, cái, cái chương trình tivi hay là trên báo chí, tức là họ muốn cho mình biết tới họ và họ trong quá khứ họ đã làm cái gì để chứng minh rằng mình có thể tin tưởng họ để mình bỏ phiếu cho họ thì bây giờ mình phải tìm hiểu chứ bây giờ mình cứ ngồi nhà mà nói tôi tôi không biết ai hết rồi giờ tôi bỏ cho ai đây thôi ai cũng vậy cũng vô thì vô thì tôi cũng đi làm ngày 8 giờ tôi về tôi lo chuyện nhà của tôi không có không không có ảnh hưởng gì tới tôi hết thì thật sự ra cái đó thì nó hơi vội vã đó thưa anh, thưa anh và cô đồng hương là uh, có cái câu nói mà như anh vừa nói đấy, nó chả ngược đến tôi cả. Thì lại có một câu hỏi này, có một câu câu nói này chính trị, chính chính trị gia đó những người mà họ uh, là ông to bà lớn đấy, họ có quan tâm gì đến những người như tôi đâu? Uh, có quan tâm đến những người như tôi đâu? Tôi mà đi bỏ phiếu thì uh, mất buổi, mất trăm uh, đô, thế thì tôi cũng chả là cái gì cả, là cái dân thường đấy tôi nghe thì tôi, tôi thấy là tôi cũng cũng ok với họ bởi vì họ dân thường thật nhưng mà tôi cũng thấy nó 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 nó, nó hơi tiêu cực nó tiêu cực thế thì thưa anh thật sự không 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 bởi vì cái giờ mà bỏ phiếu là từ 7 giờ sáng cho tới 8 giờ tối thưa quý vị là quý vị trước khi đi làm nếu ai mà đi làm mình thấy cái giờ mà mình phải đón xe mình phải lái xe đi làm hay là mình về trễ thế nào đó thì mình dư giờ tôi vẫn nghĩ là mình dư giờ sắp xếp bởi vì đứng đúng bon 7 giờ là phòng phiếu mở cửa trong 3 phút 2 phút mình có thể bỏ phiếu rồi mình đi ra thì lẹ lắm chứ không có gì đấy còn không nếu mình về 5 6 giờ chiều tới 8 giờ tối phòng phiếu mới đóng cửa mình ghé qua bỏ một lá phiếu vì cái lá phiếu đó có thể theo mình mình nói không ảnh hưởng gì tới tôi Tôi có bỏ không bỏ gì cũng được Nhưng cái lá phiếu đó Cộng với những cái lá phiếu đồng hương của mình Chứng tỏ và đây là sức mạnh của cộng đồng Bây giờ nói nói gần gũi hơn cộng đồng Việt Nam của mình đó Dạ, ừ. dạ yeah, yeah, thưa anh Thưa anh, ngay ở vùng đó trái tôi đó mấy chục nghìn người rồi mà cái số người đi được đi bỏ phiếu ấy, thưa quý đồng hương và thưa anh là cũng có hàng chục nghìn người rồi. Đấy. Thế thì tôi muốn muốn nói cái ý này thì cũng mong rằng quý đồng hương và mong rằng anh cũng thông cảm cho. Tức là tôi cũng đã ở một số năm ở ở châu Âu, ở Đức và một số nơi nữa, thì uh, gặp những cái người mà làm sang đấy là lao động ấy, họ uh, nói ở chỗ tập thể họ nói nói to ăn thì, thì đây là tôi nói cái thật sự chứ không dám chê anh em bởi vì anh em bốn tính là người chất phác rồi thì ăn rồi bắt đầu khua đũa khua bát rồi ăn cứ nhai chọp chẹp rồi đi đường nhiều khi rác cứ bỏ linh tinh tôi đến tôi tâm sự với họ thân họ tâm sự họ nói này chú ơi có người nói anh ơi chúng em sang đây làm công nhân công nhân đã là hạ đẳng rồi mà chúng em lại là người việt nữa lại hạ đẳng của hạ đẳng nữa tôi bảo không Đừng nghĩ như vậy, đừng nghĩ như vậy, đừng khi nghĩ như vậy. Mình nghĩ mình hạ đẳng thì nó thành hạ nhạ đẳng. Mình tôn trọng mình thì người khác trước hết mình về tôn trọng mình thì người khác sẽ tôn trọng mình. Cho nên mình phải nghĩ là mình xứng đáng ở cuộc đời này. Cho nên cái việc cái bầu cử thì tôi thấy này. Tôi rất mong anh em tôi cũng hay nói chuyện và cũng một số quý đồng hương cũng nhắc nhở chúng tôi đó là khi được nói ở trên TV hoặc là nói chuyện ấy thì cũng nói rõ là rất mong ấy là chúng ta tích cực anh ạ tham gia vào dòng chính dòng chính tức là đi tham gia bầu cử ứng cử viên nữa cơ tham gia ứng cử viên Đó. đấy như người israel đấy bảy người thượng nghị sĩ à mười ba thượng nghị sĩ, thượng nghị sĩ ba mươi một hạ 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 nghị sĩ ở hạ viện họ ảnh hưởng mà cho nên chúng ta cũng mong làm sao ấy là cái, cái cộng đồng chúng ta sẽ có những người ở trong cái danh sách mà đi bầu cử này ứng cử vậy trong cái cái tờ phiếu có nhiều người tên việt nam rồi có mong rằng đến ngày nào đó phải có ông governor ở cái Massachusetts là hoặc là ông me người Việt Nam chứ tại sao lại không ấy cho nên chúng ta phải có cái tiếng nói phải đi bầu cử thưa anh và thưa quý đồng hương thế thì bây giờ ấy, còn cũng có ít thời gian nữa thôi còn có được 5 phút nữa ạ à. thì bây giờ họ nói là bây giờ có những câu hỏi là bây giờ thì tôi chưa đi bầu cử bao giờ Đấy. <laughs> thì bây giờ tôi nhiều khi cũng anh như các nhất là các cụ ấy cũng kiểu sợ đi bầu cử không biết bầu cử sao đến đấy sợ là không biết hỏi ai để nó quê quê cũng muốn đi bầu cử đấy nhưng mà cứ ngại ngại thì thưa anh bây giờ cái câu hỏi này chúng ta nói một vài lần rồi nhưng xin nói lại bây giờ thì xin tóm tắt lại cái tiến trình bầu cử như thế này ở đây mình muốn đi bầu mình phải là công dân thì rồi mình ghi danh đi bầu điền cái đơn đó rồi mình có trong cái danh sách đi bầu cái này thì tôi nói lẹ để mình có cái có trong danh sách đi bầu thì mình biết rằng là mình đi bầu chỗ nào quý vị có nhiều nhiều vị hỏi chứ làm sao tôi biết được tôi ở đây tôi đi bầu chỗ nào thì khi mình ghi danh đó thì thành phố sẽ gửi cái thơ lại cho mình biết rằng là ông bà ghi danh ở tại địa chỉ này thì sẽ đi bầu cái phòng phiếu ở tại địa chỉ này đây thường thường là một trường học hay là một hội trường hay là ở nhà thờ nào đó một cái chỗ công cộng và mình dễ tìm lắm nếu như mà mình không nhận được cái thơ đó thì làm sao mình lên trên internet vào trong cái chỗ cái phần bầu cử của thành phố đó mình đánh tên đánh địa chỉ của mình ra là mình tìm ra được thành phố được phòng phiếu ở trong đó rồi bây giờ đi vào phòng phiếu đầu tiên hết người ta hỏi ông ở đâu dạ. bây giờ mình nói tên đường người ta hỏi số máy người ta tìm số tìm đường hỏi tên gì là thưa quý vị còn bây giờ nếu người ta hỏi đường gì số mấy hay gì đó là mình cứ quên à, mãi thưa thưa anh và thưa quý đồng hương cái này chúng ta nói một số lần rồi nhưng mà một điều mà quý đồng hương mà nhất là các cụ ấy các bác mà có tuổi yên tâm ở chỗ là các điểm bầu cử đều có người việt nam phiên dịch hướng dẫn rất tận tình các cụ yên tâm các cụ rất yên tâm là được đón tiếp rất lịch sự tận tình và kính thưa quý đồng hương nói về bầu cử và cũng như câu hỏi nó còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà thời gian thời lượng nó có rất có hạn cho nên là chúng ta tạm thời kết thúc ở đây và kính thư quý đồng hương ngày thứ bảy tới đây đấy ạ như chúng tôi đã thông báo một số lần rồi thứ bảy tới đây thì trung tâm việt ếch có tổ chức ngày hội gọi là Mỹ Gala ở tại IBU số 256 Freeport Street, Dorchester và thời gian từ 6 giờ tối cho đến 10 giờ tối và chương trình rất phong phú trong đó có chương trình văn nghệ có một số ca sĩ rất là được ưa chuộng rồi có liên hoan ẩm thực với nhau có đan sinh có những bài phát biểu của những người mà chúng ta được vinh danh họ kính mong quý đồng hương chúng ta dành thời gian chúng ta đến vào tối thứ bảy ngày 17 tháng uh, tuần này tức là tháng 10 ở tại uh, số sáu uh, Freeport Street. Uh, Kính thưa quý đồng hương, uh, chúng tôi vô cùng cảm ơn quý đồng hương đã dành thời gian để uh, theo dõi cái chương trình VTV và mọi ý kiến đóng góp xin quý đồng hương uh, gửi về số 42 Chow Street, Dorchester và số điện thoại thì là 617 822 3717. À, chúng tôi trân trọng kính chào quý đồng hương chúc quý đồng hương và gia đình à, một tuần mới tràn ngập phước hạnh và bình an